đúng không? Và cái có một cái database ở đây đúng không? Đúng không? Tất nhiên là chúng ta phải có cái môi trường internet ở đây đúng không? Thì các cái tương tác sẽ thông qua chiều này đúng không? Lấy dữ liệu từ database và kết quả trả về cũng là đều thứ tự đúng không? Đấy. Thì đây là một cái API. Ok chưa? Thế thì cái client đóng vai trò là gì? Client này. Đây là client. Có thể là gì? Có thể là Android. Có thể là React, yeah. Native, có thể là web, như nhỉ? Thì cái này nó như vậy đúng không nhỉ? Client sẽ là như vậy. Thế còn database, thì cũng có thể là gì? Là SQL Server, đúng không? Có thể là MySQL, có thể là MongoDB và cũng có thể là Firebase. Thì các bạn thích dùng cái gì thì dùng nhé. Những cái này. Ok chưa? Thế thì đối với cái nghề của chúng ta thì chúng ta chủ yếu ta tương tác với cái món này. Chúng ta dùng ở đây đúng không? Dùng Android. Đúng không? Chúng ta tương tác với cái món cơ sở liệu thì ta dùng nào cũng được. Bây giờ các em muốn biết là thằng nào dùng dùng nhiều ấy, thì các em phải làm như thế này. Em muốn dùng cơ sở liệu ấy. Đây, các em search cho thầy cái này nhé. Stack Overflow. Hai không hai mốt survey. Để chúng ta xem là chúng ta sẽ nên dùng cái gì. Chúng ta cái phần là technology. Đúng không? À dạ, JavaScript vẫn là được đầu bảng đúng không? HTML, Python, SQL, Java, Node.js, TypeScript. Nói chung là cái tầm ở khoảng độ đây này, những ông lớn trong cái ngành công nghệ thì bây giờ vẫn là JavaScript, HTML, Python đúng không? Python thì dữ liệu lớn, xử lý dữ liệu lớn người ta sẽ dùng Python nhiều. SQL thì cũng dùng nhiều đúng không? Java, Node.js. Đấy. Thì đây là những cái về về mặt công nghệ sử dụng đây. Kotlin dùng rất là ít đúng không? Kotlin nó không có nhiều. Lên nhỉ? Như vậy Kotlin và Swift dùng rất ít bởi vì cái này nó chỉ dùng cho iOS và Android thôi, dùng rất ít. Thì đây là về mặt công nghệ sử dụng, các bạn nhìn thấy bạn cũng hiểu ngay đúng không? Cái này liên quan đến việc làm của bạn ấy. Cái gì dùng nhiều thì sẽ kiếm được nhiều việc thôi. Rồi, tiếp theo đến đây từ bay này. Đây từ bay thì đầu bảng vẫn là MySQL nhé, chiếm hơn 50%. Như vậy là chúng ta nên dùng tùy các bạn đúng không? Ở trong như thế này. Firebase thì nó dùng khoảng 16%. Mongo thì khoảng 27%. Như vậy chúng ta nên chọn cái nào mà dùng nhiều nhất ấy. Rồi ok, đấy là về mặt như vậy là chúng ta sẽ có mô hình client kết hợp với API, kết hợp với database. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là cái môn chúng ta thì nó là môn Android rồi. Như vậy chúng ta sẽ dùng Android và kết hợp với thằng MySQL là chuẩn nhất đấy. Ừ, nhiều nhất.
Rồi ok, thế còn API thì ta làm bằng cái gì? API. API thì ở đây người ta sẽ có thể dùng là PHP, Node.js. Thực ra chúng ta có cả Java các thứ đấy, nhưng mà thực ra là nó sẽ khó, các bạn làm nó khó nên chúng ta chỉ có cái món này thôi. Rồi, đấy là những cái như vậy chúng ta sẽ có cái món này đúng không? Là cái món API. Là các bạn sẽ phải nghĩ cách là chúng ta viết làm sao bằng PHP hoặc Node.js. Chúng ta đều học Node.js cả rồi đúng không? Đấy. Mấy cái món này tương tác với nhau thì nó mới tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Như vậy chúng ta sẽ có cái client ở đây này. Trong vai trò là Android. Trong vai trò là web. Không có trò là React đúng không? API không có trò là Node.js, PHP và cuối cùng là đây từ anh MySQL, MongoDB là Firebase. Đấy. Đây là những cái điểm mà các bạn phải chú ý về cái mô hình hoạt động đúng không? Như vậy bao giờ nó có gì? Có 3 phần. Rồi, thế các loại request mà nó hỗ trợ thì có những cái gì? Chúng ta sẽ hiểu về các request này. Các loại request. Thì ở đây chúng ta sẽ có các loại request như là gì? Get. Là gì? Chính là câu lệnh gì? Select đúng không? Đây là câu lệnh gì? Lấy thông tin từ server. Lấy thông tin. Lấy dữ liệu từ server. Vậy chưa? Qua gì? API. Vậy chưa? Port. Rồi. Câu lệnh này chính là câu lệnh gì? Dạng insert. Không? Thì chúng ta coi như là chúng ta gửi dữ liệu đến server, gửi dữ liệu yeah. Qua form HTTP. Put thì sao? Put. Put thì chính là gì? Là update. Hay gọi là cập nhật dữ liệu đúng không? Cuối cùng là gì? Delete. Delete thì nó cũng chính là delete thôi đúng không? Là gì? Xóa dữ liệu. Không? Get post update là put đúng không? Get post put delete, đây là các loại request. Nhưng mà phổ biến thì sao? Phổ biến nhất này là người ta dùng cái thùng get, đại diện của nó là gì? Là select đúng chưa? Và post đại diện của nó là insert, có thể là update edit cũng được, phổ biến đúng không? Như vậy ta hay dùng cái loại get và post này để dùng phổ biến nhất đấy. Như vậy thì các bạn hiểu rằng là chúng ta đã được học ba cái thư viện đúng không nhỉ? Thì những thư viện hỗ trợ full là gì? Có syntax này, gì nhỉ? Có volley và có retrofit.
Như vậy ba thư viện này đều hỗ trợ RESTful. Chúng ta thực ra ta đã code rồi, có điều là bây giờ ta mới nói lại để chúng ta nắm được về RESTful thôi. Đấy, như vậy chúng ta hiểu qua mấy cái dòng như vậy chúng ta đã hiểu cơ bản về RESTful đúng không? Áp dụng cái mô hình đấy chúng ta sẽ xây dựng các cái API. Nào bây giờ chúng ta sẽ demo về cái một demo này. Xây dựng API. Xây dựng API. Để giải quyết cho các bạn những bài toán mà các bạn gặp khó khăn trong những tình huống mà chúng ta không biết xử lý API thế nào. Thế thì bây giờ hôm trước thì ta cũng giới thiệu qua API về PHP đúng không? Thì bây giờ ta sẽ xây dựng lại cho bạn cái API của Node.js. PHP thì chúng ta biết cách rồi đúng không? Thế bây giờ làm nào để chúng ta dựng được cái API đấy? Thì đầu tiên các bạn là chúng ta sẽ xem cái cơ sở dữ liệu của cái để ta xem là chúng ta sẽ dùng cái gì. MySQL PHP gì đây nó admin cái này ôi tôi chết rồi không có đúng path không à, đúng rồi này quá ở đây chúng ta sẽ có các bảng dữ liệu ví dụ bảng này này đi customer đi vậy ta có con database này rồi đúng không? Rất là tiện và ta thích dựng gì ta dựng ok như vậy ta có một cái bảng dữ liệu rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình này nha yeah. Cái mô hình này bây giờ những cái món này bạn biết cách làm hết rồi bằng retrofit như vậy cái món Android này nếu bạn dùng Android thì chỗ này chúng ta sử dụng cái gì nếu là Android đúng không thì nó sẽ là gì retrofit hoặc volley đúng không đấy. Thì trong trường này là retrofit hoặc volley thì ta xử lý nếu mà viết API bằng PHP thì các bạn sẽ khó hiểu hơn. Thầy sẽ viết bằng Node.js nhé. Đây chúng ta sẽ thực hiện viết cái này bằng Node.js. Chúng ta sẽ đầu tiên ta mở tạo một cái demo vào đây. Để mô 7, mô 403 để mô 7 bạn sẽ mở Visual Studio Code ra Node.js thì phải Visual Studio Code đúng không chúng ta sẽ viết một cái API bây giờ sẽ có API này sẽ có hai kiểu đúng không một là gì là đối tượng chứa mảng hay là mảng chứa đối tượng chúng ta sẽ có các đối tượng thứ nhất là chúng ta sẽ có là đối tượng chứa mảng này đối tượng chứa mảng
dưới mảng là gì các bạn? Tức là cái dạng này đúng không? Dạng này này, trong dạng này đã có cái này. Đây gọi là đối tượng chứa mảng. Cái ký hiệu bên ngoài này này, ký hiệu cái dấu móc này là ký hiệu đối tượng, ký hiệu dấu móc vuông là ký hiệu mảng này, đúng chưa? Còn nó còn có một loại nữa là gì? Mảng chứa đối tượng. Tức là chúng ta sẽ có cái móc vuông đứng trước để dễ hình dung. Mảng chứa đối tượng là chúng ta sẽ có cái móc vuông đứng trước này. Nó sẽ có các đối tượng. Đấy, chúng ta cần phân biệt thấy hai cái kiểu request như thế, hai cái kiểu này. Đây có hai cái loại này chính thôi. Đúng không? Thì hai cái loại này là trong những cái phần bài trước thì thầy hướng dẫn các bạn cách bóc rồi. Đã biết cách bóc, cái này là đã biết đúng không? Đã biết cách bóc. Bóc gì săn rồi đúng không? Những bài trước rồi. Trong bài này thì chúng ta sẽ học cách xây dựng cái API đấy thôi. Thì biết cái bóc rồi đúng không? Bây giờ các em tạo có thể một cái Node.js hả? Node.js. Các bạn bấm Ctrl S này, tạo thành cái là OBJ include đây biết là cuối cùng kết quả là ta phải ra được cái file gì sang mà ở dạng này đúng không? Thế là ok gì? Kết quả là ta ra được cái file gì sang dạng này là ok. Thế thì đầu tiên các bạn cần cài đặt cho thầy hai các cái thư viện như thế này, cài đặt thư viện này. Là MySQL thư viện này, npm instance MySQL là để hỗ trợ gì? Kết nối với MySQL đúng không? Tiếp theo ta có npm. Instance thư viện HTTP đúng không? Để hỗ trợ gì? Chuyển dữ liệu qua HTTP. Đấy. HTTP. Rồi. Nếu như bạn gõ thế này mà nó được là được này. HTTP require. Đấy. Là ok nhé. Cứ tham chiếu được là chứng tỏ cái được. Đúng không? Đấy, tham chiếu được là cái được rồi nhé. Chúng ta khai báo cái cổng tương tác. Đúng không? Ba không không một chẳng hạn. Đây là cổng dữ liệu, cổng lấy dữ liệu, truy cổng truy xuất dữ liệu không? Và địa chỉ. Muốn biết địa chỉ IP thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh là gì? CMD này. Okay. Gõ IP config nhé. Của thầy gõ sẽ hơi khác, của thầy không phải là IP mà là IP config, thầy sẽ có này IP này. Thì cái địa chỉ IP của thầy nó là cái địa chỉ này.
192.168.197.100. Đây là địa chỉ IP của thầy. Các bạn sẽ có địa chỉ khác nhé. Bạn phải dùng IP config để ta làm. Đấy. Như vậy xác định đầy đủ server đấy là đầy đủ rồi, đúng không? Bây giờ ta tạo server này. Một là tạo server. Không, ta chờ. Server. Bằng http chấm gì create server, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có request là gì response. Bây giờ ta khai báo, ta sẽ có 1.1 này là gì, khai báo chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu. Không, ta sẽ có va connection bằng mysql.create connection. Thấy chưa? Ở đây ta sẽ có một cái mảng. Thế thì cái hot thì đương nhiên là bạn bây giờ kết nối với cơ sở dữ liệu thì các bạn, như thầy nói các bạn là bạn phải có một cái, bạn phải đăng ký cho thầy một cái account trên này. Đăng ký cho thầy một cái account của cái thằng là remote mysql, đúng không? Bạn nào học trước mà thầy dạy các bạn môn React thì bạn đã làm cái việc này rồi, đúng không? Các bạn đăng ký vào đây rồi bạn sẽ lấy thông tin database cái gì đấy, đúng không? Cái này chắc chắn là bạn biết rồi, thầy sẽ không nhắc lại nữa, đúng không? Thế thì sau đó thì các bạn lấy thông tin database. Thông tin database thì các bạn thì đây là thông tin riêng của các bạn thôi. Đây, thầy có một cái thông tin như thế. Thầy đã lưu lại rồi, đây. Cái này này đúng không? Đấy, thì đây là thông tin riêng. Sau khi có thông tin đấy rồi, thì thầy post vào này. Đúng không? Thì đây là tên host mà chứa cơ sở dữ liệu này, đây là user của thầy này. Đây là path của thầy này. Đây là tên database này. Cổng 3306 này. Thông tin đấy thì các bạn tự tạo ở trên cái trang, trên cái trang thầy vừa nói đây, trên remote MySQL là có. Nghĩa là tạo đăng ký vào đây. Không phải thông tin này đâu. Sau khi có thông tin database thì ta lấy thông tin đây, đúng không? Đây là tên database này, đúng không? Đây là tên database cũng là username luôn. Thế còn password ta lấy này, reset password, đúng không? Còn hot thì chúng ta sẽ muốn lấy thông tin này thì ta sẽ sử dụng cái là get IP. Thì IP của thằng này chính là IP của thằng này thì chính là một là IP của nó chính là cái này đây. 37.59.55.185 IP của cái thằng này. Đấy, như vậy đủ thông tin rồi, đúng không? Đây này, các bạn muốn thì chúng ta vào đây ta gõ là what IP, website IP này. Xong bạn lấy cho thầy cái thông tin của cái thằng này. Đây. Đúng không? Đấy. 37.59.55.185. Ở đâu? Pháp, đúng không? 37.59.55.185. Đấy, như vậy ta có con server tại Pháp chứ không phải Mỹ đâu nhé. Đây, 37.59.55.185, chính xác rồi. Thế là xong. Cái vụ chúng ta xử lý với cái tạo chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu. Thứ hai là ta kết nối.
Sau khi có chuỗi rồi thì ta gì? 2.2. Tối. Với MySQL. Thì ta có connection. Connect. Sẽ trả về một cái gì error bây giờ đấy. Nếu như có lỗi xảy ra đã có trả về cái lỗi đấy bây giờ, còn ngược lại không có lỗi thì chúng ta gì, chúng ta thực hiện câu lệnh gì, câu lệnh select thực hiện vậy ta có connection chấm query mình select ở đây là gì các bạn, select sao from tên bảng dữ liệu, bảng dữ liệu đây ta đang dùng bảng là customer nhé. Customer. Và cái này cũng trả về một cái hàm chưa là các dòng hoặc là gì các lỗi rồi. Ok, bây giờ các bạn chú ý cho thầy, ở đây là ta đang sử dụng là gì, object include mạng thì nó sẽ phải ở cái dạng như thầy nói là gì đây, đây là object include mạng là như thế này, nó sẽ là hình ảnh như thế này đúng không, cái này được gọi là gì, là đối tượng chứa mạng, là đối tượng chứa gì, chứa mạng gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ thực hiện theo đúng cái này, như vậy chúng ta sẽ khai báo và employ employee bằng này là cái tập đối tượng này sẽ chứa các thông tin đúng chưa, thì chúng ta xem ở đây có những cái gì nào, à chúng ta sẽ có này các cái trường về, như vậy đối tượng chứa mạng thì ở đây cái thì chúng ta định nghĩa một cái đối tượng, đây là ta định nghĩa một đối tượng bởi vì cách làm như nào là do ông ta đúng không, bây giờ ta bảo phải định nghĩa một đối tượng, ví dụ ở đây bạn sẽ định nghĩa đối tượng như thế này, đây người ta gọi là định nghĩa đối tượng, ta định nghĩa đối tượng, giả sử đối tượng đấy chúng ta sẽ có một cái thông tin, ví dụ như thông tin ở đây giả sử thầy chứa thông tin là ví dụ như là thông tin về title này đúng không? Bạn sẽ ghi là thông tin nhân viên đây chưa, thông tin thứ hai là description đúng không? Description là gì, chi tiết về nhân viên. Thông tin thứ ba thì chính là cái này gì, thông tin thứ ba chính là cái mảng dữ liệu này, tức là nó là một mảng đúng không, thông tin thứ ba là nhân viên thì là có nhiều nhân viên thì nó chỉ là một thì một mảng đấy. Như vậy là cái chi tiết là thông tin về nhân viên này đúng không, mô tả thông tin về nhân viên, description là chi tiết về nhân viên này, và cái nhân viên thì nó chính là một mảng. Như vậy đây chính là gì, định nghĩa đối tượng chứa gì, chứa mạng, điều này rất quan trọng, nếu bạn không định nghĩa được như thế này thì khi hiển thị dữ liệu lên bạn sẽ bóc phải, các cách bóc nó sẽ khác nhau đấy, do vậy các bạn phải để ý thế nào là định nghĩa một đối tượng chứa mạng như nhỉ. Còn cách khác ở cái ví dụ sau thì thầy lại định nghĩa cho bạn là mạng chứa đối tượng thì nó lại định nghĩa khác nhé, thì định nghĩa đối tượng chứa mạng thì bạn phải định nghĩa đúng như thế này, đoạn này là đoạn quan trọng nhất của cái bài này. Ok, sau khi đã có đối tượng chứa mạng rồi thì bây giờ ta cho vào ngoặc for và đúng không? Y bằng không, y nhỏ hơn row.len, y cộng cộng cho là for để gì, cái này là gì, để gì vào for để gì, để đưa mà
đưa mạng vào gì, vào đối tượng, cụ thể đối tượng này đối tượng gì, employee. Bảng ở đây chính là gì, chính là row. Ok chưa? Nào, chúng ta sẽ lấy đối tượng là các dòng và đưa vào mảng, đúng không? Đây, chúng ta sẽ có employee, đúng không? Chấm nhân gì? Nhân viên, đúng không? Chấm put. Đấy. Và chúng ta đưa các cái thông tin vào là xong, đúng không? Put này thì chúng ta sẽ put những cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có, nhìn vào cái này, chúng ta put mấy trường, một trường là name này, một trường là address, một trường là phone ID thì thôi. Nếu thích ID cũng được, nếu bạn muốn ID cũng ok. Như vậy ta có, ta sẽ có ID này. Đúng không? Row B chấm gì? Chấm ID. Phải. À, chúng ta phải có một mảng, đúng không? Chúng ta đang input đưa mảng vào mà. Đây. Đây. Nó phải thế này. Như vậy ta có ID. Hai chấm. Đúng chưa? Row. Y chấm gì? Chấm ID. Đúng chưa? Phải. Tiếp tục này. Ta đến cái gì đây? ID name address phone nhé. ID name address phone. Name hai chấm, đúng không? Là row y chấm name. Thấy chưa? Đấy. Address, đúng không? Là row y chấm address. Đó, thôi thế thôi nhé. Thôi luôn cho nó xong. Là phone hai chấm row y này, phone. Như vậy chúng ta đã add một cái đối tượng, đúng không? Vào mảng rồi, đúng không? Add vào một đối tượng rồi. Đây, add cái mảng nhân viên. Đây, trường hợp này ta gì? Add mảng nhân viên vào gì? Đối tượng employee. Đấy. Sau khi add xong rồi thì ta kết thúc condition.end. Như ta đã kết thúc. Đúng không? Bây giờ trả về kết quả ta sẽ có red chấm n, đúng không? Và ta chuyển sang json và ta có json chấm string string file, đúng không? Employ. Đây là trả về kết quả vậy, dạng json, đúng không? Trả về kết quả dạng json. Ok chưa? Cuối cùng đây lấy hết rồi, bây giờ ta sang bước 3 là ta gì, khởi tạo server. Ta sẽ có server chấm gì, listen. Ta chuyển đây cái port và cái hot. Đấy, đây chính là cái cách chúng ta vừa chạy thôi, đúng không? Chạy thử nhé.
Nốt này. OBG include ở đây GS. Bây giờ các bạn phải gọi cho thầy cái đường link này, tức là 192.168.197.100 2.3001. Review to connect à? Em báo lỗi gì thế này? À này. À, cái sai code. Đấy, cái chỗ này nó không phải thế. Chỗ này nó phải là gì? Password. Nó không, không cái tham số của nó. Nó không phải là path mà nó là password. Đây. Đấy, như vậy chúng ta sẽ trả về cái thông tin về nhân viên description gì này. Ok chưa? Để cho nhiều nhiều dữ liệu hơn nhé. Nhiều dữ liệu hơn thì ta làm như thế này. Nhìn cho nó nhiều dữ liệu. Đấy, đây chính là cái đoạn JSON mà các bạn xử lý. Bây giờ thầy thêm nhiều dữ liệu hơn này. Giả sử thầy sẽ vào cái key của chúng ta. Danh sách sinh viên này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái đoạn đây, giả sử các bạn copy cái đoạn này lớp này đi, lớp này đúng không, sẽ có những cái thông tin gì nhỉ? ID name address phone ID đây name này không có red à, phần bài tôi cái nào được nhé, ID đây name này, red phone kệ thôi, chúng ta sẽ có này bằng này insert into customer name ID tự tăng rồi đúng không, name để xem có đúng là ID nó tự tăng không, ID này tự tăng rồi. Customer này, chọn cái này increment, như vậy ta sẽ có là ID name này, address này, phone này, value ID này, name này, address này, phone này, đúng phải. Để ta cắt cái đoạn này ra, nối với trường name đây, trường address à, tôi trường này cũng được nhé. Ví dụ thôi. Trường phone. Đấy. Ctrl C. Quay lại sang đây. Customer này. Bây giờ chúng ta thêm cái đoạn này vào. Ctrl V này chạy, như vậy ta có một cái đoạn dữ liệu tương đối dài, thế thì để ta lấy dữ liệu nó sẽ được nhiều hơn này.
gọi gõ enter tiếp. Đấy, nó sẽ ra. Các bạn copy cái này. Các bạn sang đây là JSON formatter. Đúng là cái ra cái chỗ mà hôm trước các bạn chọn nó chưa? Đúng chưa? Đấy, nó sẽ ra như này nhé. Đây là gì? Đối tượng chứa gì? Chứa mảng. Đối tượng này. Đúng là đối tượng không? Chứa mảng này, chính là cái này này đúng không? Đấy. Đây là các thành phần của mảng. Đấy, đối tượng chứa mảng. Chỉ cách đọc thì thầy giới thiệu cho bạn rồi, ở những bài trước giới thiệu hết rồi đúng không? Đấy. Được chưa? Đối tượng chứa mảng. Thì bây giờ bạn kiếm cái chỗ nào cái Heroku ấy. Bạn muốn làm cái này thì chúng ta kiếm cái hot Heroku người ta đẩy. Cái code ta lên là xong. Rồi ok. Như vậy cái này môn này thì thầy vừa trình bày cho bạn cả cái API về Node.js và PHP. Cái này thì nó không chạy được trên không web hot các bạn nhé. Thì không web hot nó không hỗ trợ cái món này. Bạn phải tìm cái hot Heroku nhé. Các bạn chú ý là đưa cái này lên Heroku nhé. Đây, chúng ta tìm cái thư viện này. Đây. Tìm thư viện này ta đưa cái này lên nhé. Là được. Đưa API lên Heroku nhé. Đưa API lên cái trang này. Đó chưa nhỉ? Rồi như vậy là ta đã có cái bài xử lý về mảng và đối tượng rồi đúng không? Mảng chứa đối tượng chứa mảng rồi. Vậy ta làm cái chiều ngược lại đi. Là ta làm một cái gọi là bây giờ là vừa rồi là gì nhỉ? Vừa rồi là object include array. Vậy ta làm chiều ngược lại là gì? Array include object. File, new file. Bấm các chỗ này. Ở đây ta sẽ có array include .js. Đây cách làm tương tự thôi đúng không? Như vậy ta sẽ có va tương tự chúng ta cũng làm ở cái món này. Cũng va này http require http gì nhỉ? Và MySQL cũng bằng require MySQL. Rồi, và port bằng vừa 3002 không khác đi. 3001 3002. Và chúng ta sẽ có va hot bằng copy hot này sao? Rồi, bây giờ ta tạo server. Server này. Ta có server sẽ bằng http.create-server. Vâng, cuối cùng ta sẽ có là server.gì? Listen đúng không? Port và gì hot. Đến đây ta mới thực hiện tiếp thôi đúng không? Thì trong này chúng ta sẽ có một cái hàm là gì? Request response. Không, ta thực hiện tiếp là gì? 1.1 là kết nối. Cũng là gì? Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu đúng không? Ta có ba connection bằng mysql.createConnection. Bây giờ thông tin thì các bạn copy bên này thôi. Được chưa?
1.2. Là những kết nối với MySQL. Cũng có ít e. Connection. Chấm. Next. Sẽ có thể xảy ra là error. Nếu có error sẽ bắt lỗi. Được chưa? Tiếp theo 1.3 là gì? Câu lệnh select đã có connection chấm query. Yeah, vẫn là gì? Select sao from. Customer cũng trả về một cái lỗi hoặc là một cái gì, các cái dòng dữ liệu đúng không? Bây giờ lại ta định nghĩa khác đúng chưa nhỉ? Định nghĩa khác. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là gì? Mạng chứa đối tượng. Mạng chứa đối tượng tức là như thế này. Mạng chứa đối tượng là phải thế này đúng không? Và trong đó phải có thế này. Ok chưa? Đây là gì? Mạng chứa đối tượng. Đây chính là mạng. Bây giờ ta định nghĩa theo kiểu này thì ta lại phải làm khác. Nghĩa là ở trên là ta dùng đối tượng chứa mạng, ta làm khác. Bây giờ mạng chứa đối tượng điểm này khác nhau ở chỗ này này. Nó khác nhau duy nhất ở cái chỗ này, các bạn chú ý nhé. Điểm khác nhau đây. Đấy. Chính là cái chỗ này này. Nhau như là chỗ này. Bây giờ không định nghĩa thế này nữa mà ta định nghĩa kiểu khác. Đầu tiên phải có mảng trước đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ có var arr array đấy đúng không? Array thì bằng cái này. Đây được gọi là gì? Khai báo mảng đúng không? Sau bây giờ ta lại đưa đối tượng vào đúng chưa? Đưa đối tượng vào. Bây giờ đưa đối tượng vào mạng này. Điểm này là điểm khác nhau đây. Chỗ này là ta làm gì đây? Chỗ này là ta sẽ có các bước này. Bước số 1 ở đây. Bước 1 này. Đây là bước 1 là gì? Khai báo. Báo đối tượng. Đó. Bước số 2 là gì đây? Thêm mảng vào đối tượng nhé, thêm mảng đối tượng đấy. Đây là n này, tương tự thế. Bên này chúng ta cũng có start để chúng ta hiểu cái chỗ xử lý này, này đúng không? Thì đây là khai báo mảng này. Bước 1 là khai báo mảng, bước thứ hai là gì? Thêm đối tượng. Bước 1 đây. Bước 1 khai báo mạng. Bước 2 là thêm đối tượng vào mạng. Thì chúng ta cũng có for 3 đúng không? Y bằng 0. Y nhỏ hơn row. Chấm len. Vậy gì y cộng cộng. Nhưng lần này chúng ta sẽ gì? Dùng ta put vào mảng cơ. Yeah. Chấm put. Không. Put vào mảng. Đấy. Thì cái chỗ put này các bạn chú ý nha, bên này ta put kiểu khác. Ta put là ta put vào nhân viên chứ không phải ta put vào đối tượng. Đây này, ta put vào mảng này. Thế còn đây là chỗ này là ta gì? Ta lại put vào gì? Put vào đối tượng. Đấy. Thế thì lúc này là đây là put vào mảng này, đây gọi là put vào mảng. Vào mảng nó. Chứ còn bên này khác nhé. Bên này là put vào gì? Put vào đối tượng. Đây này. Đây này, put vào đối tượng. Đây là put
vào đối tượng employ, khác nhau nhé. Bên này là put của đối tượng employ, còn bên này là put của mảng, hai là khác nhau. Cái trường hợp này là put của mảng thì nó cũng dễ rồi, ta cũng copy easy bên kia thôi. Đây này, ta copy đúng chỗ này. Vẫn là cái dữ liệu đấy thôi, nhưng vấn đề là ta put một thằng này, ta put vào đối tượng mà ta put vào mảng, put vào mảng ARR nhé. Còn bên này là ta put vào gì, put vào đối tượng employ nhé. Rồi thì còn bên này là ta put vào mảng ARR, đấy là khác nhau nhé. Và tương tự sau khi kết thúc cái chỗ này thì chúng ta cũng ra khỏi ngoài một lặp, đúng không? Và con lập đây rồi, ta xử lý là đến đây là gì, là red, là connection gì end, đóng kết nối này, à red chấm end, ta trả về di sản string file và chuyển đây về ARR, đúng không? Chỗ này là trả về liệu dạng gì, di sản. Đấy. Như vậy ta đã có được hai cái loại dữ liệu khác nhau. Bây giờ các bạn chạy câu lệnh này với cổng 3002. Đây. Đấy, cái này nhé. Bây giờ ta sẽ có array input object này, node ARR include object, các bạn sẽ gõ là localhost.3002, hai là khác nhau nhé. Đấy. Một thằng là gì, đối tượng chứa mảng, thằng mảng chứa đối tượng, bạn copy cái này và sẽ cảm thấy là hai cái dữ liệu này có sự khác nhau. Bây giờ ta sang sẽ di sản formatter, như vậy chúng ta sẽ thấy đây là gì, mảng chứa đối tượng khác nhau chưa, khác nhau chưa. Đây này, mặc dù cùng dữ liệu nhưng mà chúng ta bố trí theo các cách khác nhau. Đây là gì, mảng chứa đối tượng, còn bên này là gì, đối tượng chứa mảng, khác nhau nhé. Đối tượng trước mảng này, móc vuông này nhé. Còn đây là mảng chứa gì, đối tượng, hiểu chưa nhỉ? Và cách đọc mảng chứa đối tượng và đối tượng chứa mảng nó khác nhau đấy nhé. Các bạn chú ý ở những cái bài trước để đọc, hướng dẫn các bạn đọc. Rồi ok, thì đây là hai cái API chủ yếu mà các bạn dùng trong quá trình chúng ta đọc dữ liệu. Và qua cái bài này thì các bạn đã biết cách xây dựng API đúng không? Bằng Node.js. Còn cách kết nối với Android thì các bạn đều đã biết ở những bài trước rồi đúng không? Cách kết nối với cái API, cái JSON này thì bạn biết cách rồi đúng không? Người ta không quan tâm đến bạn viết vào ngôn ngữ gì, người ta chỉ quan tâm là cuối cùng có cái này. Nhưng cuối cùng có cái này, thế là ok. Nhá. Như vậy đấy là đã chúng ta đã hoàn thành về cái việc chúng ta viết cái API đúng không? Thế còn viết bằng PHP thì thực ra hôm trước thầy cũng giới thiệu các bạn rồi đúng không? Chúng ta cũng có thể viết như thế này. Ví dụ mà viết thì các bạn cũng có thể viết kiểu này. Ví dụ thầy tạo một cái bằng PHP nhé. Ví dụ Ctrl+S này. Ta có là cái select PHP. Đi, đúng không? Trong sẽ có các phần đúng không? Phần 1 là gì? Khai báo đuổi kết nối
sở dữ liệu, đúng không? Ta sẽ có hot bằng localhost, chắn rồi. Username đi. Mình mặc định của người ta, nếu mà lâu có hot thì username nó sẽ bằng root nhỉ. Add đi. À không có gì. DB name. Thôi, nếu không thì dùng cái này. Không thì dùng luôn cái này. Được nhỉ, dùng luôn cái này nhé. Thì chúng ta sẽ có khai báo này, mình đấy là hot này bằng cái này. Username bằng cái này, password bằng cái này, DB name thì bằng cái này. Đấy, cũng như nhau thôi. Ai à, kết nối với cơ sở dữ liệu có MySQL y bằng MySQL y. Chuyện cái đấy. Rồi, vậy ta sẽ điền vào các thông tin là hot, điền vào các thông tin là user này, ad này. Là gì đưa bên lên nó cái sở liệu, đúng không? Nếu mà lỗi thì chúng ta sẽ dùng cái là gì không kết nối được. Rồi tiếp theo ta thực hiện là gì, lấy kết quả, đúng chưa nhỉ? Lấy kết quả ta là lấy kết quả. Yeah. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái tập kết quả như thế này, đúng không? Ví dụ thầy định lấy kết quả theo kiểu là đối tượng chứa mạng, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Chúng ta sẽ có ARR bằng gì ở đây? Rồi, ta thực thi câu lệnh truy vấn này, ít là result, nhận anh chị bằng result. Cái này đi, MySQL trong query. Ta chuyển đây, select sao from bằng nào cũng được, đúng không? Customer đấy, đây thực thi phi vấn này. Khi có kết quả rồi thì chúng ta khai báo là cái item ở đây, đúng không? Ta tạo một cái mảng và ta sẽ for cái vòng lặp đấy. Đâu bằng vì sao phép đây là gì? Đọc từng dòng đấy.
và ta đưa vào kết quả của tôi đúng không? Chúng ta sẽ gán từng phần một. Sau khi tạo mạng, ta sẽ gán cái này bằng cái dòng đúng không? Ta đưa vào. Đưa vào put vào đúng không? Cái mảng này. Và cái item đúng không? Thế là đưa item vào mảng, đưa cái item này vào mảng này. Đây là từng dòng dữ liệu này, đây là dòng dữ liệu. Thì đưa vào mảng. Đưa dòng dữ liệu vào mạng đúng sẽ có lỗi gì p lỗi cú pháp à đây thiếu cái này đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta mới gì bóc kết quả đúng, bóc kết quả như thế này. Sau khi đã thực hiện xong cái vụ đấy ta mới bóc kết quả này. Bóc tách tách kết quả cách này chúng ta sẽ có ví dụ như là ở đây bạn sẽ dùng cái này nếu mà đối tượng chứa mảng thì ta sẽ dùng cái này đúng không, bạn sẽ thêm vào đây một cái dòng là customer. Hai chấm cắt từ hai tập chấm và ta sẽ có một cái nữa là đóng ngoặc vào đây ở giữa chúng ta sẽ sử dụng cái đi săn encode và chuyển vào đây cái mạng ARR. Rồi, bây giờ ta đẩy cái này lên không không có hot đúng cách làm tương tự rồi đúng không? Như lần trước chúng ta làm thôi. À thiếu thiếu kết nối thiếu chưa xong này. End mới là kết thúc cái này thôi, chúng ta sẽ có result. Đóng close. Và ta có MySQL. Và ta đẩy cái này lên. Cái nào hôm trước chúng ta đã biết cách làm rồi. Đúng đây đổi tên lại đi. Rename đâu dễ.
Ủa? Children unable handle request. Kiểm tra lại cái code này xem. Có thể là do cái thông tin về database mình chưa đúng. Hot username. Lỗi gì đây? Không có lỗi gì à? Unable to handle this request. Lỗi gì nhỉ? Kiểm tra lại một tí nhé. Cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, cái này đúng rồi. Tạo mảng mới này, thực thi câu lệnh này. Đấy, tạo một item này, fetch object, rồi thì tạo trên này. Cho đây. Local hot không này, select một đúng local hot này. Lỗi cái gì này? Select một dòng số 8. Thấy cái đây cái dòng số 8 mình cứ thấy thiếu cái new MySQL. MySQL. Đồ nào MySQL new. Thừa chữ N. Lỗi gì đây? Không define cái function MySQL connect. Ở đây đây, đúng rồi mà, thừa chính đúng rồi mà nhỉ. MySQL này, MySQL connect này. Hot username, password, DB name.
Call undefined to MySQL connect đây có 3 chữ N này nhưng mà mình lại sửa được cơ mà. Cho nó đỡ. 3 chữ N. À quên. Sửa thì phải sửa trong kia chứ sửa đây thì có tác dụng gì? Sửa phải sửa trong kia. Sửa vào trong này này. Ok, nhé.